Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Movie Geek, ngôi nhà của các mọt phim. Ở Hollywood, nếu một bộ phim đem lại cả hai thái cực cho người xem, hoặc lắc đầu ngào ngán vì chẳng hiểu phim đang nói gì, hoặc điên cuồng say mê để giải mã từng tình tiết xảy ra trong phim, thì chỉ có thể là những tác phẩm của Christopher Nolan. Interstellar là một trong những tác phẩm đầy tính thử thách như thế của vị đạo diễn này. Bạn có biết rằng để tạo ra độ hách não cho người xem, Interstellar đã mời một vị tiến sĩ đạt giải Nobel để làm cố vấn hay không? Hay là chàng thơ Timothy Chalamet đã òa khóc vì hụt hẫng khi thời lượng lên hình của mình là quá ít? Và còn nhiều sự thật thú vị khác có thể là bạn chưa biết về bộ phim này. Hãy cùng Movie Geek tìm hiểu bộ phim này theo IMDb nhé! Trước khi bắt đầu, các mọt nhớ cho video một like, share và một subscribe cho kênh YouTube của Movie Geek nhé! Để đảm bảo tính thuyết phục cho dòng thời gian và không gian siêu hách não trong Interstellar, các nhà sản xuất đã mời tiến sĩ Kip Thorne, một nhà vật lý lý thuyết và đã từng đoạt giải Nobel làm cố vấn chính cho nền khoa học của phim. Tiến sĩ Kip Thorne đồng ý hợp tác với hai nguyên tắc cần các nhà làm phim phải tuân thủ nghiêm ngặt, không được vi phạm vào các quy luật vật lý đã được thiết lập và tất cả những giả thuyết đều phải được bắt nguồn từ khoa học, chứ không phải nảy lên từ đầu của bất kỳ một nhà biên kịch mơ mộng nào. Biên kịch, nhà sản xuất và đạo diễn Christopher Nolan đã chấp nhận các điều khoản này, miễn là chúng không cản trở quá trình thực hiện bộ phim. Tuy nhiên thì bộ óc của các nghệ sĩ và nhà khoa học cũng có những lúc đụng độ và mâu thuẫn với nhau. Đó là khi Nolan mong muốn thực hiện một cú nhảy thời gian mà vị tiến sĩ Thor thì lại cho là bất khả thi. Sau 2 tuần không ai chịu ai thì cuối cùng Nolan cũng phải nhượng bộ vị cố vấn của mình. Những cuốn sách được trưng bày trên giá không phải là sự dàn cảnh đầy tùy tiện, mà chính là những cuốn sách mà Nolan đã đọc và sử dụng để nghiên cứu về rỗ đen trong phim. Trong số những cuốn sách, có thể nhìn thấy trong văn phòng của giáo sư Brand là bản sao tiểu sử của Walter Isaacson về Albert Einstein, người đã đưa ra thuyết tương đối, một yếu tố quan trọng trong cốt truyện của bộ phim. Để đáp ứng dòng thời gian và không gian khoa học trên, Interstellar cần một bối cảnh phù hợp. Bối cảnh tận thế trong phim được lấy cảm hứng từ sự kiện có thật về thảm họa Dust Bowl diễn ra ở khu vực trung tâm Hoa Kỳ và Canada trong cuộc đại suy thoái vào những năm 1930. Các cuộc phỏng vấn được chiếu ở đầu và cuối phim không phải do các diễn viên mà chính từ các nhân chứng sống của thảm họa kinh hoàng năm ấy. Vì thế mà các thước phim vô cùng chân thực và đầy gợi nhớ về ký ức đau thương. Nhóm thiết kế phục trang chỉ có 12 tuần để lên ý tưởng và thực hiện trang phục phi hành gia. Vì các diễn viên phải mặc bộ đồ này phần lớn dung lượng phim nên trong thiết kế phải gắn các thiết bị oxy hỗ trợ bên trong. Ngoài ra, cũng cần phải có các thiết bị làm mát để ngăn diễn viên bị ngợp trong bộ phục trang 15kg này. Thiết kế xịn sò còn lắp đặt thiết bị âm thanh vào bên trong mũ để diễn viên có thể thoại và nghe chỉ đạo từ phía đạo diễn. Kỹ càng về thiết kế phục trang là thế, nhưng nữ diễn viên Anne Hathaway suýt nữa đã mất mạng trong một phân cảnh sử dụng trang phục này. Chuyện là khi quay phim ở Iceland, do bộ đồ phi hành gia của cô bị hở trong lúc quay cảnh dưới nước băng giá, thế nên là nữ diễn viên đã bị hạ thân nhiệt đột ngột. Tuy nhiên, cô không báo ngay với đạo diễn mà vẫn ráng cho hết phân cảnh. May mắn là cô cũng không sao và phân cảnh cũng được kết thúc một cách tốt đẹp. Chất lượng của Interstellar còn được bảo chứng bởi dàn diễn viên đầy thực lực. Có tới 7 diễn viên trong phim từng đoạt giải Oscar như Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Jessica Chastain, Matt Damon, Casey Affleck và Alan Burton. Cùng với hai đề cử bổ sung là John Leguizamo và Timothy Chalamet, đúng là ekip có mắt nhìn người đỉnh nhất Hollywood. Trước khi thành công và có sức ảnh hưởng như hiện tại thì chàng thơ Timothy Chalamet cũng có một vai diễn nhỏ trong Interstellar. Cơ mà nam diễn viên lại không được chú ý vì thời lượng xuất hiện trong phim là quá ít. Chalamet chia sẻ sau khi xem buổi chiếu thử của phim, anh chàng đã chạy về nhà và khóc suốt một tiếng đồng hồ với bố vì không thể tin được đất diễn của mình trong phim lại bị cắt gần như là hết. Nhưng dù xuất hiện ít, màn hóa thân của Timothy Chalamet cũng đặc biệt ấn tượng và cảm động, phải không các bạn?
Câu chuyện dở khóc dở cười về buổi bàn vai với đạo diễn được chính nam chính Matthew McConaughey chia sẻ. Sau hơn 3 tiếng ngồi bàn thảo suốt với đạo diễn Nolan, anh bước ra ngoài mà chẳng biết cái quái gì về vai diễn cả. Rốt cuộc thì trong hàng tiếng đồng hồ, họ chỉ chia sẻ về những câu chuyện trên trời dưới đất, về cuộc sống của đàn ông trung niên, về con cái, về một bộ phim khác. Và có lẽ vai diễn này đã được Donnie đóng dài cho Matthew và đạo diễn chỉ muốn gặp và hiểu về anh nhiều hơn mà thôi. Không chỉ gây hoang mang cho nam chính, Nolan còn khiến cho nhà soạn nhạc nổi tiếng Hans Zimmer quay cuồng trong mơ hồ. Bởi lẽ cả hai đã từng hợp tác với nhau trong nhiều tác phẩm như The Dark Knight hay Bom tấn Inception, nên Nolan mong muốn âm nhạc trong Interstellar phải mang phong cách khác với những bộ phim kia. Chính vì vậy, thay vì đưa kịch bản cho Zimmer, Nolan chỉ đưa một lá thư mô tả về câu chuyện và yêu cầu Zimmer phải tạo ra âm nhạc dựa trên cảm xúc. Kết quả đầy thỏa mãn khi màn soạn nhạc cực phiêu của Zimmer đã tạo nên những thanh âm đầy xúc cảm và chạm đến trái tim của người xem. Nếu đạo diễn Steven Spielberg không rút ra khỏi dự án thì câu chuyện trong Interstellar đã rẽ sang một hướng khác. Khi đó thì Mars là một cậu bé, các tàu thăm dò được gửi vào không gian thay vì con người, và đó là tàu thăm dò đã dẫn Cooper đến căn cứ bí mật của NASA nằm trên một hòn đảo ở California. Các nhân vật robot có hình dáng giống con người hơn, có vai, có tay, và Task sẽ bị hút vào trong không gian trong khi con tàu bị mắc kẹt giữa hai lỗ đen. Vậy nhưng khi chuyển sang cho Nolan, Interstellar lại có một đời sống khác. Khác biệt dễ thấy nhất là hình tượng người máy TAS. TAS là tên viết tắt của hệ thống robot nhân tạo về mặt kỹ thuật, rất khác so với hầu hết các nhân vật AI khác trong phim và trên các chương trình truyền hình R2-D2, Ultron và Bender. TAS không có bất cứ đặc điểm nào của con người, mặc dù con robot có một nhân cách được lập trình sẵn. Mặc dù chuyển động của TAS có chút kinh ngạc, nhưng người máy này thực sự đã được tạo ra ngoài đời thật. Hầu hết các cảnh quay của nhân vật này đều không dùng hiệu ứng CGI nào. TAS trông giống như một con rối hơn là một con robot thực sự. Với thời lượng chạy là 2 giờ 47 phút và 7 giây, đây là bộ phim IMAX dài nhất từng được phát hành tính đến năm 2014, và Interstellar cũng là bộ phim hiện đại cuối cùng được công chiếu dưới dạng phim nhựa ngoài rạp. Đạo diễn Nolan không muốn quay cánh đồng ngô, trang trại và dãy núi ở những địa điểm riêng biệt rồi về ghép chúng lại bằng kỹ thuật. Ông muốn tìm một địa điểm có đầy đủ những cảnh vật này. Vậy nên sau khi chủ trang trại địa phương tìm thấy một mảnh đất phù hợp cho phim để quay, thì Christopher Nolan đã tìm cách trồng 500 mẫu ngô trước 6 tháng khi phim bấm máy. Sau đó thì số ngô này đã được bán và thực sự tạo ra lợi nhuận. Đúng là một công đôi chuyện. Trạm vũ trụ trong Interstellar được thiết kế như một đồng hồ với mỗi mô-đun tương ứng với một giờ. Thời gian cũng là chủ đề chính trong phim nên không quá ngạc nhiên khi họ tạo ra cỗ máy vũ trụ mang tính biểu tượng như vậy. Cuối cùng mình sẽ tổng kết bằng một trong những cảnh phim đặc sắc của Interstellar. Cảnh quay trên không là phân cảnh cho thấy sự đầu tư nghiên cứu và quan sát của các nhà làm phim. Fly by the seat of your pants là một khẩu hiệu được sử dụng trong thời gian đầu khi máy bay có ít các công cụ hỗ trợ định hướng. Vậy nên việc điều khiển phần lớn dựa vào trực giác của các phi công. Họ sẽ cảm nhận không khí quanh khu vực ngồi của mình để đưa ra quyết định có nên đáp cánh. Đó là lý do vì sao mà máy quay tập trung vào việc người phi công liên tục giữ ghế của mình trước khi ra quyết định điều hướng. Phân cảnh này giúp người xem cảm nhận được độ rung lắc của thời điểm hiện tại và đồng thời hiểu được góc nhìn và cảm giác của người phi công. Và vừa rồi là 15 sự thật hậu trường để làm nên bộ phim Interstellar kinh điển. Rõ ràng là làm nên một bộ phim không phải chuyện dễ dàng, đã có những giọt nước mắt, sự cố gắng, quyết tâm đến từ những người thực hiện. Bạn ấn tượng nhất với sự thật nào? Còn câu chuyện thú vị nào của Interstellar nữa không? Các bạn muốn chúng mình làm thêm về những bộ phim gì? Đừng ngần ngại để lại bình luận để chúng mình cùng thảo luận nhé. Các mọt cũng đừng quên để lại cho video một lượt thích và đăng ký theo dõi kênh Movie Geek nha, để chúng mình có thêm động lực làm tiếp những video thú vị khác. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại vào lần tới.